chức hành hương. Tiết Thanh Trà mới kêu hành hương trong năm lòng Chúa thương xót. Đây làm việc bác ái nha chị hả? Chị sắp làm việc bác ái chở hai bà già không biết lái xe đi hành hương New York. Mình dân Chúa Thánh Thần kinh lại cha mười cái kính mừng kinh sáng danh nha. Tình dạt dào tâm lòng lửa mến thương.
con tim sắt son. Anh nên soi dạng người chỉ đường con dõi bước theo mẹ. Với trái tim con kính tiến lên mẹ, cả tấm lòng cùng ước nguyện chọn cuộc sống nguyện thương tình vui nhận của lòng con. Hãy xót thương nâng đỡ sức cho con, cùng tiến ngài uy linh mẹ hiền, đoàn con dâng bao mối tình dạt dào tâm lòng, cùng khói hương thơm tho tỏa bay với ước mơ cuộc đời dệt thành nên muôn nén hương. Trái tim con kính tiến lên mẹ, cả tấm lòng cùng ước nguyện chọn cuộc sống nguyện thương tình vui nhận của lòng con. Hãy xót thương nâng đỡ sức cho tình thương và tha thứ, ban cho con đầy hồng ân chan chứa, xin cho con luôn say men tình Chúa. Chúa yêu con người chết cha thập hình để cứu độ trần gian. Lòng thương xót con đi
Lạy Chúa, Ngài dạy con hãy đi loan tin vui của Chúa đến muôn người. Lạy Chúa, Ngài dạy hãy thương tha, xin tha cho những kẻ làm ân oán. Ban cho con rộng lòng đầy nhân ái, luôn yêu thương anh đây là con Chúa. Mình hôm nay đến coi nhà come and see. This is my formator, Father Larry. This is Sister Nga. Sister Tuyền. Sister Sắc. First of all, let's thank our main chef and assistant chef Chung Tin and Mike. We have some guests around, so let us go around to introduce the guest, perhaps with Michael. Michael from Boston. Ibrahim. Ross from Toronto, from Winnipeg. Angel from the Bronx. Lawrence from Trinidad. Mark. California. Peter from Japan. Scott from New Orleans. Matt from Washington, D.C. Everett from Seattle, Washington. Scott from Boston. Tiana Boston. Julian from Grand Rapids, Michigan. Lamar from Lagoure. Greg from Grenada. Ben from California. Jesus from California. All right. We follow the calendar of the moon. As a tradition, we gather together among family. So this is our family here today. We gather to give thanks to God, to give thanks for our older people who have supported us and benefit us, and to give thanks for the friendship that we share. So before we get to the food, let's ask Father Lim to give us a blessing over the food. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Loving God, we thank you for the gift of life, the gift of who we are. And we gather together to celebrate the Vietnamese New Year. We give you thank you all the blessing you have given us throughout the year. And we present ourselves to you for the coming year. We ask for your blessing, for your grace, for your protection. And bless the food we're about to receive. Bless our benefactor, our family, our friends, our parents, who will give us so much love, example, and faith.
So we ask you to bless us, bless our dinner tonight in the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. And I couldn't figure out what that tastes like. I could get like a sink. But that's what that was. Myself away.
to Mother Mary with the Sabe Regina. Together, Lord, we all together worthy. Oh God, all together.
Xin cho con biết Chúa, xin cho con biết con. Biết Chúa là Thiên Chúa, độc nhất là Cha, là Chúa trời đất. Biết Chúa vua muôn loài, biết Chúa thương con người. Biết Chúa là Tao Hóa, là Đấng sinh thành. Biết con là tạo vật, một đời sống kiếp con người. Biết con không là gì, chỉ là bụi cát mà thôi. Biết con thân phàm hèn, mỏng giòn muôn vàn yêu đuối. Biết con bao tội tình, để lòng xao xuyến cho con biết Chúa, xin cho con biết con. Biết Chúa là con Chúa đã đến trần gian mặc xác phàm nhân. Biết Chúa thương con nhiều, biết Chúa tha con nhiều. Biết Chúa đã chịu chết và đã sống lại. Con bao nghèo nàn vào đời tay trắng hư không. Biết con bao nợ nần đời lòng thương xót tự nhân. Biết con đang mù loà lạy ngài xin